chim sát thiện ác kịp báo. Lời tựa: Kinh Chim Sát Kịp Báo Thiện Ác còn gọi là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Kịp Báo, gồm hai quyển do Ngài Bồ Đề Đăng người Đức Ấn Độ dịch ra Hoa ngữ vào đời nhà Tùy, được thu thập vào tập thứ 17 trong Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu của Nhật Bản. Kinh này do Đức Bồ Tát Địa Tạng vì chúng sinh đời mạt pháp cầu học pháp lành, ứng với lời dạy của Phật mà nói ra. Quyển thượng nói rõ cách chim quẻ để xem xét nghiệp báo thiện ác, quyển hạ thuộc rành nghĩa chân thật của Đại Thừa. Chim sát tức là dùng tướng mộc luân, những mảnh gỗ gieo quẻ để biết nghiệp thiện, nghiệp ác cùng quả báo khổ vui, lành dữ đời trước và đời này cho một người nào đó. Cách làm mộc luân là đem 10 điều thiện và 10 điều ác phân biệt ra và khắc chữ ở trên 10 mảnh gỗ nhỏ thành nhóm thứ nhất, viết 3 chữ thân cậu ý trên 3 mảnh gỗ khác, có khắc nét dài, ngắn, sâu cạn, lớn nhỏ thành nhóm thứ hai, viết chữ số từ 1 đến 18 trên 6 mảnh gỗ khác nữa. Mỗi mảnh gỗ chỉ 3 mặt còn chừa 1 mặt trống, thành nhóm thứ 3, đem gieo từng nhóm trên vật sạch, do những mộc luân đó hiện ra những chữ có số gì, rồi theo đó mà xem xét việc tốt lành, lành dữ tốt xấu, hoặc nhân quả đời trước, đời này vân vân, đó là nội dung quyển thượng. Tuy về hình thức là chim bói, nhưng thực chất lại khác xa muôn trùng đối với những việc chim bói của thế gian. Tại sao vậy? Bởi vì cách chim bói này đòi hỏi người thực hành phải là đệ tử của Phật, thuộc thành phần xuất gia, tại gia, có quy y, thọ giới hẳn hoi, và trước khi muốn chim sát phải biết cúng dường tam bảo, sám hối, phát nguyện, tùy hỷ, hồi hướng, vân vân. Có được đức tin thuần tí thanh tịnh rồi, thì sự chim sát thiện ác mới tương ưng với bi nguyện chỉ dẫn của chư Phật Bồ Tát và Ngài Địa Tạng. Khi đó những điều cần cầu mới ứng nghiệm và chính xác. Không đủ những yếu tố này, việc chim sát sẽ không tương ưng. Lại nữa, khi thực hành đúng theo lời dạy của Đức Địa Tạng Bồ Tát và việc muốn xem xét, được hiện ra kết quả rõ ràng, phải biết đó là duy tâm sở hiện, cũng chính là một phần mảnh muốn nơi thể, tướng, dụng của chân tâm chúng ta. Quyển hạ kinh này chỉ dạy về pháp quán như thế nào để đúng với nghĩa thật của Đại Thừa, nghĩa là người muốn hướng về Đại Thừa để tu học, trước tiên cần phải biết hạnh căn bản ban sơ, đó là cảnh giới của nhất thực tướng. Nhất thực tướng này được nêu tóm bằng hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tâm chân như, nghĩa thứ hai là thức a lại gia. Tâm chân như là cái thể bất sinh bất diệt của tất cả các pháp. Thức a lại gia nghĩa là sinh diệt của tất cả các pháp. Học tập quán này có hai đường lối quán sát, ấy là pháp quán duy tâm thức và pháp quán thật tướng trung đạo của chân như. Người nào nương vào một trong hai pháp quán này mà tiến tới, tất có thể trực nhật ra nhất thực tướng, được mệnh danh là tu đúng pháp Đại Thừa, sẽ dự vào chủng tính Bồ Tát. Vị nào không cam nổi việc tu tập hai pháp quán nói trên, hãy niệm danh hiệu Đại Bồ Tát Địa Tạng, cầu xin về tịnh độ của chư Phật ở các phương khác, hoặc tùy một đức Phật ở phương nào, xoay về hướng ấy mà niệm danh hiệu của Ngài. Đến khi được nhất tâm, sẽ tùy nguyện sinh cõi Phật đó, rốt ráo sẽ không rơi vào các đường ác, tám chỗ nạn, sẽ thành tựu đức tin về Đại Thừa mau được bất thoái chuyển. Như trên là nội dung tóm tắt hai quyển của bộ kinh Chim Sát Nghiệp Báo Thiện Ác. Đức Đại Bồ Tát Địa Tạng vì thương xót chúng sinh đời mạt pháp mà đã thay Phật chỉ dạy rành rẽ mọi điều. Ở Trung Hoa, từ đời nhà Tùy trở lại đây, những người căn cứ theo bản kinh này để thực hành pháp sám tội, số ấy rất nhiều, đủ cho thấy tập tục dân gian của Trung Quốc với tư tưởng Phật giáo một mực kết hợp với nhau. Có điều là, từ thời Tùy đến trước đời Đường, kinh này bị một số học giả xem là ngụy tạo, vì cho rằng xuất xứ của kinh không được rõ ràng. Đến đời Đường, niên hiệu Đại Châu, những nhà sư định mục lục các kinh Phật với bộ Khai Nguyên Tích Giáo Lục mới xem kinh này là chân kinh và thâu vào mục lục các kinh trong Đại Tạng. Sự truyền bá có hơi rộng rãi kể từ đó. Đến đời Minh, có Ngài Trí Húc Đại Sư trước tác một quyển tựa đề là Huyền Nghĩa Kinh Chim Sát, hai quyển Chim Sát Nghĩa Sớ và một quyển Chim Sát Hành Pháp, cách thực hành việc chim sát. Bốn quyển trên đều là chú sớ bộ kinh này, theo tài liệu Lịch Đại Tam Bảo Ký Quyển 12. Cận đại đây cũng có Ngài Luật Sư Hoàng Nhất trong khi viết quyển Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quang. Nhìn chung về thánh đức của Bồ Tát Địa Tạng đã trích dẫn kinh chim sát này rất nhiều và đề cao bi nguyện độ sinh của Đức Địa Tạng Bồ Tát đối với chúng sinh ở cõi Ta Bà.
Ngày nay ngũ giới, hàng ngũ giới xuất gia tại gia như chúng ta đang ở vào thời kỳ mạt pháp, tức là thời kỳ giáo pháp của Đức Phật đang suy vi, tạ pháp đang lừng lẫy. Điều đó rất hiển nhiên, không thể phủ nhận. Tuy rất nhiều vị phát tâm trỗi vượt, cầu vô thượng bồ đề và tu theo các môn thiền định của Phật giáo, nhưng số người đạt được thành quả không phải là đa số, mà hầu như rất hiếm hoi. Phải chăng điều do túc thế thiện căn còn mỏng manh yếu ớt, mà nghiệp chướng và tội nặng nên hiện tại và quá khứ lại sâu dày, cho nên thường bị nhiều điều chướng nạn, hoặc bị sự nhiễu loạn bởi các quỷ thần của 95 phái tà sư ngoại đạo khiến cho thối lui mất căn lành, hoặc trở lại cầu phước báo nhỏ mọn ở thế gian, như Đức Bồ Tát Địa Tạng đã dạy trong kinh này. Cũng vì những nguyên nhân đó, Đức Đại Bồ Tát khởi lòng đại bi vô tận, chỉ dạy cách chiêm sát nghiệp báo thiện ác, để người tu hành tự biết túc căn của mình, sau đó chọn lựa pháp tu cho hợp với căn cơ trình độ, ngõ hầu thoát khỏi sự phá hoại của các thứ ma tà. Thế nên, những đệ tử Phật khi xem đến hoặc nghe nói đến các việc chiêm bói, chớ vội kinh thường, cho rằng Phật Pháp pha trộn với hình thức bói quẻ của thế gian. Với hình thức một bộ một luân gồm 19 mảnh gỗ, chia làm 3 món, nhóm đầu gồm 10 cái, thâu nhiếp tất cả thập thiện thập ác, nhóm giữa 3 mảnh thâu nhiếp thiện nghiệp thiện ác, thâu nhiếp nghiệp thiện ác, sâu cạn riêng biệt thuộc thân cầu ý, nhóm 6 mảnh, nhóm sau 6 mảnh thâu nhiếp 6 căn, 6 trần, 6 thức thuộc 18 giới, với 189 hiện tượng của phàm tánh thế gian và xuất thế gian. Như vậy đủ thấy kinh chiêm sát nghiệp báo thiện ác này thật bất khả tư nghì, không một loại bói khoa nào có thể sánh kịp. Riêng về thật nghĩa của Đại Thừa thì cũng được Bồ Tát Địa Tạng giảng giải một cách tinh vi sâu thẳm nơi quyển hạ. Nếu đem luận Đại Thừa khởi tính của Bồ Tát Mã Minh để đã tạo để so sánh, ta sẽ thấy rằng những nghĩa căn bản của luận khởi tính phần lớn đều ở trong kinh này. Thế thì kinh này đã tóm gọn, đã tóm tắt dạy về nghĩa trọng yếu của đạo lý nhất thừa vậy. Vì nhân duyên nào chúng tôi dịch kinh này, xin thành thật thưa rằng từ trước đến nay các bản kinh Hoa ngữ lưu hành ở Việt Nam rất nhiều, nhưng bộ chim sát này chưa thấy lưu thông, lại cũng ít khi được nghe nói đến. Nay tình cờ một nhân duyên nào đó thúc đẩy, khiến cho một Phật tử người Đài Loan khi qua làm ăn ở Việt Nam đầu năm Bính Tý 1996 đã đem theo bộ một luân này, với hộp một luân được khắc chạm mã vàng rất tinh xảo công phu, có cả bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng 19 một luân để chim sát. Cư sĩ muốn tìm người dịch ra kinh này để lợi ích cho hàng Phật tử Việt Nam. Sau một thời gian mấy tháng tìm không được người, ông thổ lộ với một Phật tử Việt Nam rằng muốn đem bộ kinh và hộp một luân này về Đài Loan. Người Phật tử kia giới thiệu đến chúng tôi. Ông vui lòng trao lại bản kinh và hộp một luân với hy vọng tôi có thể dịch bộ kinh này. Sau khi nhận bản kinh, đầu tháng 4 năm nay 1996, tôi khởi sự dịch. Hằng ngày, mặc dù trong mùa Phật đản và an cư kiết hạ, với nhiều bận rộn tôi cũng cố gắng hết sức mình. Đến cuối tháng 4 thì xong 2 quyển. Có phần chú thích những từ ngữ khó và bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng một luân để những vị tu sĩ, cư sĩ Phật tử Việt Nam bớt khó hiểu trong khi sử dụng đến. Sau khi bản thảo hoàn thành, tôi gửi đến vị cư sĩ Đài Loan nọ để ông xem thử. Cư sĩ rất vui mừng và phát biểu rằng bản dịch của chúng tôi không trái với nội dung của kinh. Như thế, nguyện vọng của ông đã thỏa mãn. Phải chăng đây đều là do thần lực của Bồ Tát Địa Tạng gia bị hộ trì khiến cho tôi làm được việc này? Tôi thầm tin tưởng như vậy. Xin ghi lại nơi đây để gửi đến chư vị có nhân duyên đọc và sử dụng kinh chim sát nghiệp báo thiện ác này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tháng Trong Hạ, mùa an cư năm Bính Tý 1996, dịch giả kính ghi. Kinh Chim Sát Nghiệp Báo Thiện Ác, quyển thượng. Tùy đời Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đăng, người nước Ấn Độ, dịch phạn ra Hán văn, việc dịch Thích Thiện Thông. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật đứng nhất thiết trí ở thành Phương Xá, trong núi Linh Thú dùng sức thần thông, thị hiện đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm, rộng rãi vô ngại, cùng với vô lượng vô biên đại chúng câu hội, chuyển nói pháp môn căn tụ rất sâu. Bấy giờ trong hội có một Bồ Tát tên là Kiên Tịnh Tính, từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, vén áo vai mặt, cung kính chắp tay, bạch lên Đức Phật. Kính bạch Thế Tôn, nay con ở giữa chư đại chúng đây, muốn có chỗ hỏi, thưa thỉnh Thế Tôn, cuối mong Thế Tôn rủ lòng cho phép. Đức Phật dạy rằng, này thiện nam tử,
Tùy chỗ ông hỏi, Như Lai có thể giải nói cho ông. Ngài Đại Bồ Tát Kiên Tịnh tính thưa, như Đức Thế Tôn trước đây có nói, ta nhập diệt rồi, đến sau thời kỳ chính pháp chấm dứt, tượng pháp sắp hết, sang thời mạt pháp. Vào thời kỳ này, chúng sinh phước mỏng, nhiều sự suy buồn, quốc độ xảy ra rối loạn hài hòa, tai họa nhiều lần nổi lên khắp nơi, đủ tứ ách nạn, toàn những sự sợ sệt bức xúc chúng sinh. Đệ tử Như Lai đa số đánh mất niệm lành của mình, chỉ nuôi lớn thêm tham, giận, ganh tị, ngã mạn, vân vân. Giả sử có người làm được những điều giống như thiện pháp, thì cũng chỉ cầu lợi dưỡng tiếng khen theo người thế gian, lấy đó làm đích, chẳng thể chuyên tâm tu pháp xuất yếu. Trong thời kỳ này, chúng sinh khắp nơi nhìn thấy trong đời tai biến loạn ly, lòng họ khiếp nhược, lo sợ thân mình và những quyến thuộc chẳng được áo cơm để nuôi thân mạng. Do những nhân duyên đầy rẫy các thứ chướng ngại như thế, cho nên đối với chánh pháp của Phật, căn tính của họ trở nên chậm lục, đức tin ít ỏi. Người chứng được đạo cực kỳ hiếm có, đến đổi lần lần. Đối với ba thừa, những người thành tựu đức tin căn bản lại cũng rất hiếm. Những người tu học thiền định thế gian mà phát sinh những năng lực thần thông như biết kiếp trước của mình, vân vân, lần lượt chẳng còn. Vào thời mạt pháp lâu xa như vậy, người chứng đạo quả, người được đức tin, người được thiền định thần thông vân vân hoàn toàn không có. Kính bạch Thế Tôn, con vì thời đại ác trượt sau này, khi tượng pháp sắp hết, và vì chúng sinh căn lành nhỏ nhoi trong thời mạt pháp, xin hỏi Như Lai bày phương tiện nào mở mang chỉ dẫn hàng đệ tử Phật, khiến sinh lòng tin, được trừ suy buồn. Bởi các chúng sinh gặp thời đại ác nhiều sự chướng ngại, nên họ thói tâm lành, đối với nhân quả của pháp thế gian và xuất thế phần nhiều nghi ngờ, chẳng thể bền lòng chuyên cầu thiện pháp. Chúng sinh như vậy đáng thương đáng cứu. Tâm đại từ bi của Đức Thế Tôn bao la vô tận, trí biết tất cả, xin khởi phương tiện dạy rõ điều này, khiến lìa lưới nghi, trừ các chướng ngại, thêm được đức tin nương theo các thừa mà mau được giải thoát. Đức Phật bảo Ngài Kiên Tịnh tính rằng, lành thay, ông hỏi việc này hay lắm, rất vừa ý ta, nay trong hội này có Đại Bồ Tát tên là Địa Tạng, ông nên đem việc này thưa hỏi với người, vị Bồ Tát ấy sẽ vì ông mà dựng lập phương tiện, mở bày diễn nói để ông mãn nguyện. Khi đó Bồ Tát Kiên Tịnh tính bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, Như Lai là đấng đại trí vô thượng, ý gì Đức Phật chẳng nói, lại muốn để cho Bồ Tát Địa Tạng diễn nói việc này. Đức Phật bảo Ngài Kiên Tịnh tính, ông chớ có sinh tư tưởng cao hạ, Bồ Tát Địa Tạng từ khi phát tâm tu hành đến nay đã hơn vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng tỳ kiếp. Từ lâu người đã chứng vào biển nhất thiết trí, công đức tràn đầy, chỉ vì nương sức đại tự tại và thệ nguyện xưa mà khéo hóa hiện, ứng thân mười phương, dù rằng dạo khắp tất cả cõi nước, khởi dụng độ sinh. Nhưng với đời ác năm trượt, riêng người là làm lợi ích giáo hóa sâu dày hơn cả, lại cũng nương sức huân tập, thệ nguyện thỏa xưa, mà người nhận lấy sự nghiệp giáo hóa chúng sinh có nhân đáng độ. Bồ Tát Địa Tạng từ 11 kiếp trở lại đây, luôn luôn trang nghiêm thế giới ta bà, thành thục chúng sinh. Do đó, trong đại hội này, thân tướng của người đoan nghiêm, oai đức thù thắng, chỉ trừ Như Lai, ngoài ra không ai có thể hơn nổi. Vả lại bao nhiêu sự nghiệp giáo hóa nơi thế giới này, trừ những vị đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm, ngoài ra không ai có thể sánh kịp. Cũng bởi bản thể nguyện và nguyện lực của Bồ Tát này là nhanh chóng thỏa mãn tất cả nguyện cầu của khắp chúng sinh, hay diệt tất cả tội nặng, hay trừ các thứ chướng ngại cho khắp chúng sinh, để họ hiện đời được sự an ổn. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng được mệnh danh là đấng khéo nói pháp an ủi chúng sinh, nghĩa là khéo nói những pháp rất sâu, có thể mở mang dẫn dắt những người vừa mới tu học phát khởi ý chí cầu pháp đại thừa, khiến chẳng khiếp nhược. Bởi những nhân duyên như vậy, cho nên nơi thế giới này chúng sinh khát ngưỡng chịu sự giáo hóa đắc độ của người, do đó mà ta để cho người nói. Khi ấy, Bồ Tát Kiên Tịnh tính đã hiểu được ý của Phật, ngay đó liền mở lời khuyến tỉnh Đức Địa Tạng rằng, hay thay đấng đại sĩ cứu đời, hay thay đấng đại trí khai đạo, như điều tôi hỏi về những chúng sinh trong đời ác trượt, dùng phương tiện gì giáo hóa chỉ dẫn, cho họ lìa khỏi các thứ chướng ngại, được vững niềm tin.
Này Đức Như Lai muốn để cho Ngài nói phương tiện đó, xin Ngài phải thời thương xót nói cho. Lúc đó Đại Bồ Tát Địa Tạng nói với Ngài Kiên Tịnh Tính rằng, này thiện nam tử, hãy khéo lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Thời gian sau khi Đức Phật diệt độ, trong đời ác trược những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ đối với những điều nhân quả thế gian và xuất thế gian, như chưa có được đức tin quyết định, chẳng thể tu học về tưởng vô thường, về ý tưởng khổ, ý tưởng vô ngã, ý tưởng bất tịnh, những pháp quán ấy chẳng thể thành tựu, chẳng thể siêng năng quán bốn thánh đế, hoặc là pháp quán 12 nhân duyên, hoặc là những pháp quán bất sinh bất diệt, do chẳng siêng quán những pháp như vậy, cuối cùng chẳng thể không tạo tội lỗi. 10 điều thuộc 10 điều ác căn bản, đối với công đức của Phật Pháp Tăng và những cảnh giới nhiệm màu của ngôi Tam Bảo, chẳng thể chuyên lòng tin tưởng sâu chắc, đối trong ba thừa đều không định hướng. Những hạng người trên, nếu có bất cứ chướng duyên nào, thì mối lo lắng càng thêm tăng trưởng, hoặc nghi, hoặc hối. Đối với mọi điều, tâm chẳng sáng tỏ, cầu nhiều, lo nhiều, lắm chuyện ràng buộc, làm việc bất định, tư tưởng rối loạn, phế tu đạo nghiệp. Hàng đệ tử Phật, người nào có sự chướng nạn như thế, nên dùng phương pháp xem tướng mộc luân mà chiêm nghiệm xem xét. Nghiệp nhân tốt xấu của những đời trước cũng như những sự khổ vui lành dữ hiện tại đời này. Duyên hợp mà có, duyên hết thì tan, nhập. Nghiệp nhóm theo tâm, tướng hiện quả khởi, chẳng mất chẳng hư, tương ứng với nhau, không hề sai lạc. Hãy nên như vậy, chiêm nghiệm kỹ càng nghiệp báo tốt xấu, rồi tự nhắc nhở ở nơi lòng của mình, đối với việc nào có chỗ nghi ngờ, thì lấy theo đó quyết định rõ rệt. Là đệ tử Phật, hãy nên học phương pháp chiêm sát tướng mộc luân này. Hết lòng nương theo việc được xem xét, thì không điều nào mà chẳng thành tựu. Chẳng nên vứt bỏ phương pháp nói trên, trở lại theo đuổi những thứ bối quẻ hoặc là những việc chiêm tướng lành dữ của người thế gian rồi sinh ham đắm, ưa thích học tập. Nếu thích học tập thì rất chướng ngại thánh đạo Bồ Đề. Này thiện nam tử, muốn học cách làm tướng mộc luân thì trước phải rắc khắc gỗ cỡ như ngón út, dài dưới một tấc, chính giữa mảnh gỗ bốn mặt bằng nhau, đầu hai mảnh gỗ nhọn lần lần ra, ngửa tay gieo qua chỗ sạch bên cạnh, khiến cho chuyển đổi nhân vì nghĩa này mệnh danh là luân. Lại nương tướng này có thể phá hỏng lưới nghi chấp tà trong tâm chúng sinh, chuyển sang đường chính, đến nơi đến chốn an ổn, nên gọi là luân. Về tướng mộc luân thì có tất cả ba thứ khác nhau. Thế nào là ba? Một là luân tướng biểu thị nghiệp chủng thiện ác sai biệt đã tạo đời trước, luân này có 10. Hai là luân tướng biểu thị nghiệp chủng nhướng chóp chứa nhóm trong những đời trước hoặc xa hoặc gần, tạo nghiệp mạnh yếu, lớn nhỏ khác nhau, luân này có 3. Ba là luân tướng biểu hỷ thọ báo, biểu thị thọ báo sai biệt cả trong ba đời, luân này có 6. Như muốn xem xét những nghiệp ác sai biệt đã tạo đời trước thì phải khắc gỗ ra làm 10 luân, y 10 luân này viết ghi danh từ của 10 thiện nghiệp, cứ mỗi thiện nghiệp ở chủ ở một luân ghi ở một mặt, cái ấy 10 ác nghiệp viết đối diện lại với 10 thiện nghiệp, khiến cho cân đối mỗi luân cũng ghi ở tại một mặt. Về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ tất cả điều thiện, có thể tóm nhiếp tất cả thiện pháp khác. Về 10 nghiệp ác cũng là cội rễ của tất cả điều ác, có thể tóm nhiếp tất cả các ác pháp. Nếu muốn chiêm quẻ tướng mộc luân này, trước hết phải học sự dốc lòng thành, lễ chung tất cả chư Phật 10 phương, nhân đó lập nguyện. Nguyện cho tất cả chúng sinh ở 10 phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường, thưa hỏi, lãnh nhận chánh pháp của Phật. Cái đó nên học sự dốc lòng thành, kính lạy 10 phương tất cả pháp tạng, nhân đó lập nguyện. Nguyện cho tất cả chúng sinh 10 phương đều được nhanh chóng thọ. Thọ trì độc tụng, tu hành đúng pháp, vì người diễn nói. Cái nữa phải học sự dốc lòng thành, kính lạy 10 phương tất cả hiền thánh, nhân đó lập nguyện. Nguyện tất cả chúng sinh 10 phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường, phát tâm Bồ Đề đến bất thối chuyển. Sau đó nên học sự dốc lòng thành, kính lạy nơi ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nhân đó lập nguyện. Nguyện cho tất cả chúng sinh 10 phương mau được trừ diệt đi nghiệp ác, lìa các chướng ngại, những vật nuôi thân đều được đầy đủ. Lạy như thế rồi, tùy chỗ có được hương hoa vân vân nên sắm cúng dường. Trong khi cúng dường, hành giả phải nên nhớ nghĩ tất cả Phật Pháp Tăng Bảo thể thường khắp giáp, hiện hữu khắp nơi. Nguyện cho những món hương hoa dân cúng đồng với pháp tính,
xông khắp cả cõi nước mười phương của các đức Phật, rộng làm Phật sự. Lại nghĩ mười phương tất cả các món cúng dường lúc nào cũng có, nay tôi sẽ dùng tất cả thứ hương hoa, chuỗi ngọc, tràng phan, bảo cá, những món trân quý, các thứ âm nhạc, đèn đuốc sáng tỏ, món ăn, thức uống, y phục, nệm mệnh, thuốc thang, v.v. cho đến bao nhiêu những món trang nghiêm cúng dường tận khắp mười phương mà mình có thể hình dung nhớ tưởng, đều cùng chung với tất cả chúng sinh dâng hiến cúng dường. Lại nên nghĩ đến người nào sắm sửa những món cúng dường trong các thế giới, ta đều tùy hỷ. Người nào chưa thể sắm sửa cúng dường, nguyện được dẫn dắt tu pháp cúng dường, lại nguyện thân ta có thể nhanh chóng đến khắp tất cả cõi nước ở mười phương, ở mọi chỗ Phật Pháp Tăng đều dùng tất cả những món trang nghiêm, với khắp chúng sinh đồng đem dâng hiến cúng dường tất cả Phật, pháp thân, sắc thân, xá lợi hình tượng, chùa viện pháp miếu, tất cả Phật sự của các đức Phật. Cúng dường tất cả bao nhiêu tạng pháp và chỗ thuyết pháp, cúng dường tất cả hiền tánh tăng, nguyện con cùng với tất cả chúng sinh tu hành cúng dường như thế xong rồi, lần lần thành tựu 6 ba la mật, 4 vô lượng tâm, biết sâu các pháp xưa nay vắng lặng, không sinh, không diệt, nhất vị bình đẳng, lìa niệm thanh tịnh, rốt ráo tròn đầy. Lại một lần nữa buộc tâm một chỗ, riêng cúng dường ta, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, bằng cách xưng danh hoặc tụng niệm thầm, nhất tâm xưng rằng, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, xưng danh như vậy đủ 1000 lần, qua 1000 niệm rồi, bạch lời như vậy. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Từ Đại Bi, cuối mong Bồ Tát hộ niệm cho con và tất cả chúng sinh, mau trừ các chướng, thêm lớn đức tin thanh tịnh, khiến cho những điều xem xét hiện nay khái hợp tương xứng đối với sự thật. Nói lời ấy rồi, sau đó tay cầm một luân ở trên vật sạch, gieo qua một bên, cách tức như thế, muốn xem cho mình hoặc xem cho người, cũng đều như vậy, người xem nên biết. Người muốn chiêm sát tướng một luân đây, tùy nghiệp được hiện, đều phải mỗi mỗi quan sát kỹ lưỡng, suy tư nghiệm xét, hoặc là thuần đủ cả 10 điều thiện, hoặc là thuần đủ cả 10 điều ác, hoặc thiện ác xen lẫn, hoặc thuần thiện chẳng đủ, hoặc thuần ác chẳng đủ. Nghiệp nhân như vậy, giống loài chẳng đồng, tập khí quả báo mọi thứ mọi khác, như Đức Thế Tôn đã nói rộng rãi. Nơi nhiều kinh khác, phải nên nhớ nghĩ, suy ngẫm quan sát nghiệp chủng được hiện, cùng với những việc quả báo khổ vui, lành dữ trải qua trong hiện đời này, như tương xứng với nghiệp tập phiền não đang nhận, đó mới mệnh danh là khế hợp. Nếu chẳng tương xứng, phải biết đó là chẳng hết lòng thành, mà là lúng sai. Nếu chiêm tướng một luân mà nghiệp thiện, nghiệp ác đều chẳng hiện ra, thì người này đã chứng tâm sáng suốt của trí vô lậu, hãy nên chuyên cầu xuất ly thế pháp, chớ ưa nhận lại quả báo thế gian. Những nghiệp hữu lậu lần lượt nhỏ yếu, chẳng còn tăng trưởng, cho nên chẳng hiện. Những trường hợp thuần thiện chẳng đủ, thuần ác chẳng đủ thì hai hạng người này, những gì về nghiệp thiện, nghiệp ác của họ chẳng hiện, đều là nhỏ yếu, chưa dẫn đến quả, do đó chẳng hiện. Nếu đời sau này những vị đệ tử của Đức Như Lai, một khi chiêm nghiệm quả báo thiện ác được tương ưng rồi, đối với những món thuộc năm thứ dục, khi được xứng ý, chớ tự dễ vui rồi khởi buông lung, liền nên xét nghĩ, ta được như vậy là do thiện nghiệp đã tạo đời trước, cho nên ngày nay được phước báo này, ta càng phải tiến tu thêm nữa, chẳng nên dừng nghỉ. Nếu gặp ách nạn hoặc những sự suy não chẳng lành, rối rắm, lo sợ, chẳng được vừa ý, phải nên cam chịu, chớ nên nghi hối mà thối tu thiện nghiệp. Liền nên xét nghĩ, nghiệp ác thế này chỉ do đời trước ta đã gây tạo, cho nên bây giờ mắc báo như thế, nay ta phải nên sám hối ăn năn những nghiệp ác đó, cũng như chuyên tu các pháp môn đối trị và tạo nghiệp lành thêm. Không được dừng lại hay biến lười phóng túng, nếu chẳng như thế chỉ càng thêm sự chứa nhóm các thứ khổ tụ mà thôi. Trên đây gọi là pháp chiêm sát bằng tướng mộc luân thuộc cách thứ nhất. Thiện nam tử nếu muốn chiêm sát nghiệp được chấm, đưa chứa nhóm xa gần, trong đời quá khứ về trước những nghiệp đã tạo mạnh yếu lớn nhỏ sai khác thế nào, lại nên cắt cổ ra làm ba luân, biểu thị nơi ba thân cậu ý, mỗi luân chủ một nơi viết chữ vào đó. Lại nơi mỗi luân chính giữa một mặt viết đường vào đạo gạch, viết vào gạch đường hơi lớn và dài, cho đến chí mí kế mặt thứ ba rẽ một khét nét khác hơi to và sâu, đến mặt thứ tư cũng khắc một nét cho lớn và cạn. Cần nên biết rằng nghiệp thiện trang nghiêm cũng tương tự như vẽ vời tô điểm,
Nghiệp ác suy hại cũng giống như gạch bỏ. Gạch nào dài lớn tượng trưng cho sự chúa thiện vốn đã từ lâu trở lại, thiện nghiệp đã làm mạnh mẽ bén nhạy, việc làm thêm tăng. Gạch nào nhỏ ngắn tượng trưng cho sự chúa thiện trở lại, vốn còn gần cạn, chỉ mới tập tành nền tảng chậm chạp, việc làm mỏng manh. Khét nét cắt nào mà vừa to vừa sâu tượng trưng cho những tập quán xấu ác, từ lâu trở lại việc làm thêm tăng dư họa cũng dày. Nét cắt nào mà vừa to vừa cạn tượng trưng cho sự thoái lui thiện pháp trở lại đây gần mà mới tập tành theo những ác pháp, những nghiệp đã tạo cũng chưa đến nỗi tăng thượng lên lắm. Hoặc dù là có khởi nghiệp ác nặng nhưng từng hối cải, đó cũng được gọi là những điều ác nhỏ. Này thiện nam tử, nếu như chim sát luôn tướng lần đầu thì chỉ mới biết thiện ác sai biệt đã tạo đời trước, nhưng chẳng biết tập quán chúa nhóm lâu xa hay gần, cũng như chưa thể biết nghiệp đã tạo là mạnh hay yếu, hoặc lớn hay nhỏ, thế nên phải cần chim sát luân tướng lần thứ hai nữa. Nếu như chim sát luân tướng lần hai thì phải căn cứ được nghiệp được phát hiện trong luân tướng đầu, nghĩa là nếu thuộc nơi thân thì gieo thân tướng có ghi chữ thân, nếu thuộc về khẩu thì gieo luân tướng có ghi chữ khẩu, nếu thuộc về ý thì gieo luân tướng có ghi sẵn chữ ý. Chẳng được đem tất cả của ba luân gieo chung một lần, phải tùy theo nghiệp, chú ý nên nhớ từng nghiệp thiện ác, căn cứ theo luân, thuộc về nghiệp nào thì gieo luân riêng đó, chớ để chim cho đúng. Lại nữa, nếu trong luân tướng chim lần thứ nhất chỉ được điều tốt nơi thân mà trong luân tướng chim lần thứ hai lại được điều xấu nơi thân, như vậy gọi là lòng không chí thành, chẳng được kế hợp, gọi là sai luống. Lại nữa, chẳng tương ưng là trong 10 luân tướng xem lần thứ nhất được nghiệp bất sát chặn giết, hay nghiệp thâu đạo trộm cướp, ý trước chú mục xem nghiệp bất sát, nhưng trong luân tướng chim lần thứ hai được ác nơi thân, đó cũng gọi là chẳng được kế hợp. Lại nữa, thấy nghiệp nếu thấy hiện tại từ khi sinh ra cho đến bây giờ chẳng ưa nghiệp sát, không tạo tội giết, chỉ có ý là còn chủ nghiệp sát, nhưng trong luân tướng chim lần thứ hai được thân đại ác, đó cũng gọi là chẳng được khế hợp. Từ đó suy ra trong nghiệp của khẩu hay nghiệp của ý, nghĩa chẳng tương ưng lại cũng như vậy, cần phải biết rõ. Ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng lại bảo Ngài Kiên Tịnh Tính: Này thiện nam tử, nếu đời sau này các hạng chúng sinh muốn cầu thoát khỏi sinh già bệnh chết, vừa mới phát tâm tu tập thiền định trí huệ vô tướng, cần phải xem trước nghiệp ác đã tạo trong những đời trước nhiều ít nặng nhẹ thế nào. Nếu như nghiệp ác nhiều và sâu dày thì chẳng được học ngay pháp thiền định trí huệ, trước hết cần phải tu pháp sám hối. Tại vì sao thế? Người này đời trước tập khí ác tâm mạnh mẽ bén nhạy, cho nên hiện tại ác tạo nhiều ác, hủy phạm trọng cấm, cho nên nếu chẳng sám hối khiến được thanh tịnh mà lập tức tu thiền định trí huệ thì đó sẽ có nhiều chướng ngại, chẳng thể thành công, hoặc bị thức tâm lầm lạc cuồng loạn, hoặc bị tà ma ngoại đạo quấy rối, hoặc thâu nạp pháp tà thêm lớn ác kiến. Thế nên trước hết phải tu sám pháp, một khi giới thệ đã được thanh tịnh hay tội nặng đời trước được nhẹ mỏng rồi, ắt lìa các chướng. Thiện nam tử, hành giả muốn tu pháp sám hối thì nên ở chỗ vắng, tùy năng lực mình mà trang nghiêm một tịnh thất vừa phải, trong thất tôn trí tượng Phật Bồ Tát để kinh sám, treo phan lộng lụa, chuẩn bị hương hoa dùng để cúng dường, tắm gội thân thể, giặt sạch y phục, chớ cho hôi hám. Một ngày 3 lần ở trong thất ấy, 3 thời xưng niệm danh hiệu sám hối, 1 lòng kính lạy 7 Phật quá khứ và 53 Đức Phật, cái đó tùy 10 phương mà mỗi lạy chung, vận tâm lạy khắp các nơi có sắc thân xá lợi, hình tượng pháp miếu và những Phật sự của tất cả chư Phật, kế lại lạy chung tất cả chư Phật 10 phương 3 đời. Lại nên vận tâm lạy khắp 10 phương tất cả pháp tạng, lại nên vận tâm lạy khắp tất cả chư hiền thánh tăng trong khắp 10 phương. Sau đó riêng xưng danh thêm và đảnh lễ ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Lễ như vậy rồi cần phải nói về những tội đã tạo, một lòng ngưỡng bạch. Cuối mong 10 phương chư đại tự tôn chứng tri hộ, biết hộ niệm chứng tri, biết hộ niệm cho con sám hối chẳng còn tạo lại. Nguyện con và tất cả chúng sinh mau được trừ diệt những tội từ vô lượng kiếp trở lại. 10 thứ nghiệp ác, 4 thứ tội nặng, 5 tội đại nghịch, tà kiến điên đảo, chê bai tam bảo, tội nhất xiển đề, vân vân. Khi đó hành giả lại nên xét nghĩ, tính tội như vậy chỉ là tự tâm hư vọng, điên đảo mà khởi, không có thật thể của nhất định.
Để có thể nắm bắt và thể của nó vốn là rỗng lặng, nguyện tất cả chúng sinh đều mau thấu đạt bản tâm, diệt hẳn gốc tội. Lại phát lệ kế lại phát lời nguyện khuyến thỉnh, xin nguyện mười phương tất cả Bồ Tát vị nào chưa thành vô thượng chánh giác, xin vị ấy nguyện mau thành chánh giác. Nếu vị nào đã thành, xin nguyện thường trụ mãi thế gian để chuyển pháp luân thông vào niết bàn. Kế lại phát lời nguyện tùy hỷ, nguyện con và khắp tất cả chúng sinh rốt ráo lìa hẳn thứ tâm ganh tị, tất cả cõi nước trong khắp ba đời, những người tu học có được các công đức và được thành tựu, con đều tùy hỷ. Kế đến lại phát lời hồi hướng, nguyện những công đức mà con đã tu nếu có lợi cho khắp chúng sinh đều hướng về nhất thiết trí đến thành niết bàn. Phát những lời nguyện hồi hướng đó rồi hành giả lại bước qua bên cạnh tỉnh thức, ngồi thẳng nhất tâm, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm thầm danh hiệu của ta. Hành giả phải nên tiết giảm ngủ nghỉ, nếu bị hôn trầm che mờ tâm tính thì nên trở vào đạo tràng trong thức kinh hành niệm tụng. Trên đây là nói ban ngày, kế đến là phần giờ giấc ban đêm. Nếu có đèn đến thắp sáng ban đêm, cũng nên ba thời cung kính cúng dường sám hối phát nguyện. Chẳng thể sắm đèn sáng sủa, phải nên thường trực ở trong tỉnh thức, một lòng tụng niệm, hàng ngày thực hành sám pháp như vậy, chớ lười bỏ phế. Nếu người có sẵn nền tảng thiện nghiệp xa xôi đời trước mà tạm thời gặp nhân duyên xấu ác rồi tạo điều ác thì tội chướng nhẹ, tâm của người ấy mạnh mẽ lanh lợi, ý lực hùng dũng, trải qua 7 ngày liền được thanh tịnh, trừ các chướng ngại. Các hạng chúng sinh có nghiệp dày mỏng, cho nên căn tính có lanh, có chậm, sai khác không lường. Hoặc có những người sau 27 ngày thì được thanh tịnh, có người trải qua 21 ngày, có đến trải qua 49 ngày bèn được thanh tịnh. Nếu như người nào quá khứ hiện tại đều có các thứ tội nặng tăng trưởng, phải qua 100 ngày mới được thanh tịnh, hoặc 200 ngày cho đến trải qua trong 1.000 ngày mới được thanh tịnh. Nếu người căn tính cực kỳ chậm lụt, tội chướng sâu nặng, cần phải luôn luôn phát tâm dũng mãnh, chẳng đối tượng đến việc tiếc thân mạng, thường chuyên xương niệm sớm tối kinh hành, nhiễu quanh tượng Phật, giảm bớt củ nghỉ, lễ sám phát nguyện, vui tu cúng dường, chẳng lười chẳng bỏ, cho dù mất mạng cũng chẳng dừng thói. Tinh tấn như thế trong 1.000 ngày, quyết được thanh tịnh. Thiện nam tử, nếu muốn biết được tướng thanh tịnh thì bắt đầu từ khi tu hành sám pháp qua sau 7 ngày, phải nên mỗi bữa vào lúc sáng sớm lấy tướng một luân thuộc nhóm thứ hai để trong tủ tay, gieo luôn 3 lần, nếu thân cậu ý đều là thuận thiện, người ấy được gọi là thanh tịnh lại. Về đời sau này, các hạng chúng sinh, người nào có thể tu hành pháp sám này, sám pháp. Về đời sau này, các hạng chúng sinh nào có thể tu hành sát pháp này, thì đời quá khứ từ trước lâu xa trở lại, ở trong Phật Pháp, đời nào đã từng tu thập thiện pháp, tùy người đó tu những công đức gì, thì thiện nghiệp cũng có dày mỏng, đủ thứ ác lạ, đủ thứ khác lạ. Do đó những hạng người kia trong lúc được thanh tịnh, tướng cũng chẳng đồng, hoặc có chúng sinh khi được ba nghiệp thuần thiện, bèn được thêm các thứ tướng hảo. Hoặc có chúng sinh khi được tướng trạng ba nghiệp lành vừa, thì trong một ngày đêm lại thấy ánh sáng đầy thân của mình, hoặc nghe có mùi hương thơm lạ, mà nơi thân ý, thơi thới, hoặc có mộng lành, mộng thấy thân Phật đến để chứng minh, xoa tay xoa đầu mình khen rằng lành thay, này người này thanh tịnh ta đến chứng minh cho ngươi, hoặc nằm mơ thấy thân vị Bồ Tát đến để chứng giám, hoặc mộng thấy rõ hình tượng Đức Phật phóng qua ánh sáng để vì chứng minh. Nếu người chưa được tướng ba nghiệp lành mà chỉ trước đó nghe thấy những việc như vậy rồi cho là mình sám có kết quả thì đó chính là hư vọng dối ngụy, chẳng phải là tướng lành vậy. Nếu người từng có gốc lành xuất thế, tùy sự thiếp thọ mạnh của họ mạnh lanh, thì ta lúc đó tùy chỗ đáng độ mà hiện thân phóng ánh từ quang, khiến họ an ổn, lìa những nghi sợ, hoặc hiện những thứ thần thông biến hóa, hoặc lại khiến họ tự nhớ những việc lành dữ đã tạo trong những kiếp trước, hoặc lại tùy họ ưa những pháp gì, tiền vì nói những pháp thâm yếu, ngay đó người ấy hướng về thừa nào, tức được đức tin quyết định vững chắc, hoặc lần lần chứng quả vị sa môn. Lại nữa, nếu chúng sinh nào mặc dù chưa thấy hóa thân của ta biến đổi nói pháp, hễ xuyên tu học với lòng chí thành, khiến thân cậu ý được thanh tịnh rồi, ta cũng hộ niệm khiến chúng sinh ấy mau được tiêu diệt các thứ chướng ngại, thiên ma ba tuần chẳng đến phá hoại, cho đến tất cả những quỷ thần của 95 thứ tà sư ngoại đạo cũng chẳng đến quấy nhiễu, và năm món cái lần lượt nhẹ mỏng kham nổi tu tập thiền định trí huệ. Lại nữa, nếu đời sau này các hạng chúng sinh tuy chẳng cầu thiền định trí huệ của đạo xuất yếu,
Hễ gặp những thứ hoạn nạn tai ách, nghèo nàn khốn khổ, lo rầu bức bách cũng nên cung kính lễ lạy cúng dường, tam bảo ăn năn. Tội ác đã tạo và thường phát nguyện, trong tất cả thời, trong tất cả chỗ, xuyên lòng xưng niệm danh hiệu của ta với lòng chí thành, cũng sẽ mau thoát các thứ suy não, bỏ thân này rồi sinh về chỗ lành. Lại nữa, thời đại sau này, các hạng chúng sinh tại gia xuất gia, muốn cầu thọ giới thanh tịnh vi diệu, nhưng trước đó tạo tội nặng tăng thượng, chẳng được phép thọ, cũng phải như trên tu pháp sám hối với lòng chí thành. Khi được tướng lành của thân khẩu ý rồi, liền hãy khá thọ. Nếu chúng sinh ấy muốn tu tập theo giáo lý Lại Thừa và cầu thọ những giới trọng căn bản của bậc Bồ Tát, hay nguyện thọ chung tất cả giới cấm xuất gia tại gia, nghĩa là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sinh giới, nhưng chẳng tìm được sư giỏi khéo có thể giảng rộng tạng pháp Bồ Tát tu hành trước kia, phải nên dốc lòng ở trong đạo tràng cung kính cúng dường, ngưỡng bạch mười phương chư Phật Bồ Tát cung thỉnh chư Phật làm thầy truyền giới, chư Bồ Tát làm bậc tôn chứng, một lòng lập nguyện kể rành mười tướng, trước hết nói mười giới trọng căn bản, kế đến nêu chung ba thứ giới tụ, tự thệ mà thọ, đây cũng đắc giới. Lại nữa, các hạng chúng sinh về đời vị lai muốn cầu xuất gia, hoặc xuất gia rồi, lại chẳng thể gặp giới sư giỏi đúng và thanh tịnh tăng, tâm họ nghi ngờ chẳng được đúng pháp thọ những giới cấm. Hễ có khả năng, học sự phát tâm cầu đạo vô thượng và cũng làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh rồi, song những người ấy còn chưa xuất gia, hãy nên cạo tóc mặc vào pháp y lập nguyện như trên, tự thệ mà thọ ba tụ luật nghi của giới Bồ Tát, đó mệnh danh là được đầy đủ giới ba la đề mộc xa của người xuất gia, gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Sau đó liền phải tìm tòi học hỏi luật tạng thanh văn và luật tạng kiết tập của Bồ Tát Thừa, thọ rèo tụng quán xét tu hành. Nếu tuy xuất gia mà tuổi người ấy chưa đầy 20, phải nên trước thệ nguyện thọ 10 giới căn bản của Bồ Tát và thọ những giới riêng của Sa Di hay Sa Di Ni, liền phải gần gũi cúng dường, cung cấp hầu hạ bậc đã xuất gia kỳ cựu, vị này trước đã học Đại Thừa Tâm và thọ đủ giới Sa Di mới thọ, thỉnh cầu vị này làm thầy y chỉ xin dạy dỗ tu hành oai nghi như những phép tắc của một Sa Di hay Sa Di Ni. Nếu chẳng thể gặp người nào như thế thì chỉ nên gần gũi những vị Bồ Tát tu về luận tạng mà đọc tụng suy ngẫm quán xét tu hành, hãy siêng tu cúng dường Phật pháp tăng tâm, Phật pháp tăng bảo. Nếu Sa Di Ni tuổi đã 18 cũng nên tự thệ thọ 6 pháp giới của một thức xoa trong tạng tỳ ni và phải học hỏi tất cả tụ giới của tỳ kheo. Lúc tuổi người đó tròn đủ 20 mới có thể tổng thọ 3 tụ tịnh giới của một Bồ Tát. Như trên đã nói, sau đó được gọi là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nếu chúng sinh nào tuy học sám hối mà chẳng hay hết lòng, chẳng được triệu chứng mộng thấy tướng hảo, giả sử tác pháp, tưởng mình thọ giới, chẳng gọi đắc giới. Bây giờ Ngài kiên tịnh tính hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát: Bạch Đấng Đại Sĩ, về sự chí tâm, tính cách sai biệt có bao nhiêu thứ, những sự chí tâm nào có thể cảm triệu mộng thấy tướng lành? Ngài Địa Tạng đáp: Này thiện nam tử, nói về chí tâm, tóm tắt có hai. Những gì là hai? Một là chí tâm cầu nguyện của người vừa mới phát tâm học tập, hai là chí tâm của người nhiếp tâm tinh ý chuyên thành tựu dõng mãnh. Được sự chí tâm thứ hai, có thể gặt hái quả mơ thấy tướng lành. Hai sự chí tâm này lại có ba thứ khác nhau giữa hạ trung thượng. Những gì là ba? Một là nhất tâm, nghĩa là hễ niệm tư tưởng một chỗ không cho tán loạn, tâm trụ rõ rệt, tâm trụ tỏ rõ bậc hạ. Hai là tâm dũng mãnh, ấy là chuyên cần, không hề biến trễ, chẳng tiếc thân mạng, bậc trung. Ba là thân tâm, nghĩa là tương ứng với pháp, rốt ráo chẳng thoái, bậc thượng. Nếu người tu tập pháp sám hối này, cho đến chẳng được chí tâm bậc hạ, thì trọn chẳng thể có sự cảm triệu tướng tốt thanh tịnh. Trên đây nói về pháp chiêm sát một luân tướng thứ hai. Trên đây là nói phương pháp chiêm sát luân tướng thứ hai. Này thiện nam tử, nếu muốn chiêm sát sự chịu quả báo sai khác ba đời, lại phải khắc gỗ ra làm sáu luân, nơi sáu luân này lấy các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ghi vào chỗ trong đó, mỗi số một mặt, mỗi luân viết ba mặt, mỗi mặt một số ghi số ghi thứ lớp không cho lộn lạo nên biết.
Những số như thế đều từ số 1 mà khởi, lấy 1 làm gốc, cái tướng của con số như vậy, tượng trưng cho nhóm 6 căn của khắp pháp tất cả chúng sinh đều từ cảnh giới nhất thật tướng tự tánh thanh tịnh tâm của Như Lai Tạng mà khởi, nương nơi cảnh giới chân vọng hòa hợp của nhất thật tướng. Lấy đó làm gốc, nghĩa là nương cảnh giới của nhất thực tướng, sẵn có vô minh, chẳng rõ nhất chân pháp giới, nhận làm cái nhớ nghĩ tư duy, mà hiện ra cảnh giới hư vọng rồi phân chấp đắm. Những nhóm mãi thành nhân, duyên của nghiệp các, sinh các giác quan, như mắt tai mũi lưỡi thân ý, nương vào sáu căn bên trong, đối với sáu trần bên ngoài là sắc thanh hương vị xuất pháp, mà khởi ra nhận thức của sáu giác quan, hoặc nghịch hoặc thuận, chẳng nghịch chẳng thuận, thuận thành ra 18 cảm thọ. Nếu đời sau này hàng đệ tử Phật đối với sự thọ quả báo ba đời, người nào có ý muốn giải quyết nghi, phải nên ba lần gieo tướng một luân cách thứ ba này, chiêm sát bằng cách tính số cộng lại, căn cứ tổng số mà xem để định nghiệp ác, để định thiện ác, các tướng quả báo thiện ác ba đời để xem như vậy, gồm có 189 thứ. Những gì là 189 thứ? 1. Cầu thượng thừa sẽ được bất thối chuyển. 2. Cầu quả được chứng, hiện tại sẽ chứng. 3. Cầu duyên giác thừa được không thối chuyển. 4. Cầu thanh văn thừa được bất thối chuyển. 5. Cầu sức thần thông được sự thành tựu. 6. Tu bốn phạm hạnh được sự thành tựu. 7. Tu thiền thế gian được sự thành tựu. 8. Giới nào muốn thọ là được diệu giới. 9. Người nào từng thọ được đầy đủ giới. 10. Cầu thượng thừa nhưng đức tin chưa đủ, chưa trụ. 11. Cầu duy nhất thừa nhưng đức tin chưa vững. 12. Cầu thanh văn thừa nhưng đức tin chưa vững. 13. Người được chiêm sát chính là bạn lành. 14. Tùy nghe những gì đều đúng chánh pháp. 15. Người được chiêm sát chính là bạn ác. 16. Tùy theo những gì đều sai chánh pháp. 17. Người đang xem có đức thực sự. Người đang được xem có đức thực sự. 18. Người đang được xem không có thật đức. 19. Nghĩa được tu quán là không sai lầm. 20. Nghĩa được tu quán là bị lầm lộn. 21. Những gì độc tụng là không lầm lộn. 22. Những gì độc tụng là bị lầm lộn. 23. Những hạnh được tu chẳng bị sai lầm. 24. Những gì thấy nghe đều là tướng lành. 25. Có sợ chứng gì đều là chân thật. 26. Có học những gì đều là sai lầm. 27. Những gì thấy nghe chẳng phải tướng lành. 28. Có chứng ngộ gì đều chẳng phải chính. 29. Có kết quả gì đều do tà thần giúp đỡ. 30. Nói giỏi điều gì là trí tà biện bác. 31. Biết chỗ huyền diệu chẳng phải sức người. 32. Nên trước tập quán đường lối sáng suốt. 33. Nên tập đường lối thiền định trước đó. 34. Xem chỗ được học không bị chướng ngại. 35. Xem chỗ được học đều là thích nghi. 36. Xem chỗ được học chẳng phải thích nghi. 37. Xem chỗ được học đã tu tập đời trước. 38. Xem chỗ được học chẳng phải đời trước tu tập. 39. Xem chỗ được học khéo tăng trưởng lên. 40. Xem chỗ được học là phương tiện nhỏ. 41. Xem chỗ được học không sự tiến thú. 42. Quả gì mong cầu hiện tại chưa được. 43. Cầu xuất gia thì sẽ được ra đi. 44. Cầu nghe pháp, mong cầu nghe pháp sẽ được chỉ dạy. 35. Cầu những quyển kinh sẽ được đọc tụng. 36. Hãy xem việc làm điều là ma sự. 37. Xem những việc đã làm điều thành tựu. 38. Xem việc được làm chẳng được thành tựu. 39. Cầu giàu của cải sẽ được sung hạnh. 40. Cầu địa vị quan sẽ được kết quả. 41. Xem chỗ được học không sự tiến thú. 42. Quả gì mong cầu hiện tại chưa được. 43. Cầu xuất gia thì sẽ được ra đi. 44. Mong cầu nghe pháp sẽ được chỉ dạy. 45. Cầu những quyển kinh sẽ được đọc tụng. 46. Hãy xem việc làm điều là ma sự. 47. Xem những việc đã làm đều thành tựu. 48. Xem việc được làm chẳng được thành tựu. 49. Cầu giàu của cải sẽ được xung thạnh. 50. Cầu địa vị quan sẽ được kết quả. 51. Cầu sống lâu sẽ được thêm tuổi thọ. 50. Cầu địa vị quan sẽ được kết quả. 51. Cầu sống lâu sẽ được thêm tuổi thọ. 52. Cầu tiên đạo thế gian sẽ được kết quả. 53. Xem chỗ học vấn đạt được nhiều chỗ. 54. Xem chỗ học vấn ít đạt kết quả. 55. Tìm thầy tìm bạn được như ý muốn. 56.
tìm đệ tử được như ý, 57 tìm cha mẹ được như ý muốn, 58 cầu con trai con gái được như ý, 59 tìm thê thiếp như ý, 60 tìm bạn đồng học được như ý muốn, 61 xem lại những gì lo dự, lo lự, được hòa hợp, 62 người được xem tâm họ mang hờn giận, 63 mong người không giận sẽ được hoan hỷ, 64 cầu sự hòa hợp được như ý muốn, 65 tâm của người được xem thì hoan nghỉ, 66 người mình nghĩ đến sẽ được gặp gỡ, 67 người mình nghĩ đến chẳng được gặp lại, 68 người được mời gọi sẽ được nhóm đến, 69 người bị chê ghét được rời khỏi họ, 70 người mình kính mến sẽ được gần họ, 71 quán pháp ly dục được ý được tập trung, 72 quán pháp ly dục ý chẳng tập trung, 73 người được mời gọi họ sẽ chẳng đến, 74 người được hẹn trước chắc chắn sẽ đến, 75 người được hẹn trước ở lại không đến, 76 người đang được xem được sự an lành, 77 người đang được xem hiện chẳng an lành, 78 người đang được xem đã không còn thân, 79 người mình trông gặp sẽ được gặp họ, 80 những gì mình đang tìm được gặp lại, 81 những gì mong cầu nghe sẽ được lợi lành, 82 những gì mong tìm thấy chẳng như ý, 83 xem chỗ bị nghi chính là đúng thật, 84 xem lại chỗ bị nghi là chẳng thật, 85 người đang được xem chẳng còn hòa hợp, 86 cầu làm Phật sự sẽ được kết quả, 87 cầu những món cúng sẽ được kết quả, 88 tìm những của cải sẽ được như ý, 89 tìm của nuôi thân ít được kết quả, 90 có cầu những gì thảy đều sẽ được, 91 có cầu những gì thảy đều chẳng được, 92 có cầu những gì ít được kết quả, 93 có cầu những gì đều được như ý, 94 có cầu những gì liền được nhanh chóng, 95 có cầu những gì chẳng được nhanh chóng, 96 có những mong cầu nhưng bị tổn thất, 97 có cầu những gì sẽ được lợi lành, 98 có cầu những gì nhưng sẽ chịu khổ, 99 xem vật bị mất sẽ tìm lại được, 100 xem vật bị mất chẳng tìm lại được, 101 xem vật bị mất tự trở về lại, 102 cầu lìa ách nạn được thoát ách nạn, 103 cầu khỏi bệnh hoạn sẽ được trừ lành, 104 xem những việc đã qua không chướng ngại, 105 xem những việc đã qua có chướng ngại, 106 xem nơi đang ở được dừng ở yên, 107 xem nơi đang ở chẳng được bình an, 108 nơi vừa mới đến được sự an vui, 109 nơi vừa mới đến là có ách nạn, 110 nơi vừa mới đến là của lưới ma, 111 nơi vừa mới đến có thể khai hóa, 112 nơi vừa mới đến có thể khai hóa, 113 nơi vừa mới đến được sự lích, 114 con đường dạo qua không bị não hại, 115 con đường dạo qua có bị não hại, 116 vua dân ác nên đói kém nổi lên, 117 vua dân ác nên nhiều bệnh ôn dịch, 118 vua dân tốt nên nước được giàu vui, 119 vua vô đạo nên nước tai nạn lớn, nên nước tai hại lớn, 120 vua tu đức tai nạn loạn ly diệt, 121 vua làm ác nước sắp bị phá hoại, 122 vua tu thiện nước được xây dựng lại, 123 xem chỗ dạo qua được khỏi ác các nạn, 124 xem chỗ dạo qua chẳng thoát khỏi nạn, 125 nơi đang được ở mọi người an ổn, 126 nơi đang được ở có sự chướng ngại, 127 tụ lạc đang ở mọi người chẳng yên, 128 là nơi nhàn tịnh không có ác nạn, 129 xem ra quái lạ nhưng ổn nhưng không tổn hại, 130 xem ra quái lạ có sự tổn hại, 131 xem ra quái lạ tinh tấn thì an, 132 giấc mộng được thấy không gây tổn hại, 133 giấc mộng được thấy có sự tổn hại, 134 giấc mộng được thấy tinh tấn thì an, 135 giấc mộng được thấy là một lợi lành, 136 thấy chướng loạn đó nhưng mau được lìa, 137 thấy chướng nạn đó lần lần được lìa, 138 thấy chướng nạn đó mà chẳng lìa khỏi, 139 thấy chướng loạn đó nhất tâm là trừ, 140 thấy nạn đang bị nhưng mau được thoát, 141 thấy nạn đang bị lâu mới được thoát, 142 thấy nạn đang bị chịu nhiều suy não, 143 thấy nạn đang bị tinh tấn sẽ thoát, 144 thấy nạn đang bị biết mạng sắp chết.
145 thấy nạn đang mắc, rất chẳng nên điều trị. 146 thấy bệnh đang mắc chẳng phải người phá. 147 thấy bệnh đang mắc hợp với vi nhân. 148 thấy bệnh đang mắc có thể trị liệu. 149 thấy bệnh đang mắc khó thể trị liệu. 150 thấy bệnh đang mắc tinh tấn là lành. 151 thấy bệnh đang mắc phải khổ lâu dài. 152 thấy bệnh đang mắc tự động sẽ lành. 153 thấy bệnh đang mắc đến thầy khám mới trị nổi. 154 thấy bệnh được chữa là trị đúng pháp. 155 thuốc đang được sống sẽ được hiệu lực. 156 thấy bệnh đang mắc được trừ lành hẳn. 157 thầy được tìm đến chẳng thể trị liệu. 158 cách được trị liệu là chữa trị sai. 159 thuốc đem được cho uống chẳng được hiệu lực. 160 thấy bệnh đang mắc là mạng sắp chết. 161 đó là trong trường hợp địa ngục mà đến, đó là trong đường địa ngục mà đến. 162 từ trong con đường súc sinh mà đến. 163 từ trong con đường ngạ quỷ mà đến. 164 từ trong con đường Atula mà đến. 165 từ trong nhân loại mà đến. 166 từ trong loài trời mà tái sanh đến. 167 từ trong những người tại gia mà đến. 168 từ trong hàng ngũ xuất gia mà đến. 169 đã từng gặp Phật cúng dường mà đến. 170 từng gần cúng dường hiện tánh mà đến. 171 từng nghe được pháp rất sâu mà đến. 172 bỏ thân này rồi sẽ vào địa ngục. 173 bỏ thân này rồi sẽ đọa làm súc sinh. 174 bỏ thân này rồi sẽ đọa làm ngạ quỷ. 175 bỏ thân này rồi sẽ làm Atula. 176 bỏ thân rồi sẽ sinh vào nhân loại. 177 bỏ thân rồi làm vua trong loài người. 178 bỏ thân rồi sẽ sinh lên cõi trời. 179 bỏ thân rồi sẽ làm vua cõi trời. 180 bỏ thân rồi sẽ được pháp rất sâu. 181 bỏ thân rồi được xuất gia tu học. 182 bỏ thân rồi sẽ được gặp thánh tăng. 183 bỏ thân rồi được sinh lên trời đâu sức. 184 bỏ thân rồi sinh tịnh độ của Phật. 185 bỏ thân rồi liền được thấy Phật. 186 bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa dưới. 187 bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa giữa. 188 bỏ thân rồi sẽ chứng được đạo quả. 189 bỏ thân rồi liền được bậc thượng thừa. Này thiện nam tử, đó gọi là những tướng sai biệt của 189 thứ quả báo lành dữ. Cách chiêm sát như thế đều tùy sự chú ý và tùy tâm của người được xem đến. Nếu các số cộng với ý của người tương xứng thì không sai lạc. Các số cộng gieo cho người nào mà con số thành với việc tâm đang chú trọng gieo theo đủ để gieo, kết quả không tương xứng, ấy là chẳng hết lòng thành, như thế gọi là hư luống. Người nào gieo 3 lần mà không thấy hiện số là cái đã được vô sở hữu, không gì để vướng mắc. Lại nữa, thiện nam tử, nếu tự ý phát xem cho người khác đang chịu quả báo thì sự việc cũng đồng như vậy. Nếu có người nào chẳng thể tự chim mà cầu thỉnh muốn xem cho họ, phải nên cân nhắc quán xét tâm mình có tham danh lợi thế gian hay không, bên trong ý có thanh tịnh hay không, sao mới có thể quy kính tu hành cúng dường như trước dốc lòng phát nguyện. Vì họ chim sát chẳng nên tham cầu danh lợi thế gian, như việc làm của hạng thầy tà để tự phương hại rối loạn cho người. Nếu xét trong tâm chẳng được thanh tịnh, dầu cho chim sát nhưng chẳng tương xứng, chỉ là sai lầm một cách hư luống mà thôi. Lại nữa, các hạng chúng sinh về đời sau này, bất cứ việc gì được chiêm sát đến mà chẳng đạt được kết quả tốt lành, việc cầu chẳng được, nhiều sự lo âu, lúc bị bức bách lo rầu sợ sệt, phải nên sớm tối thường nên tụng niệm danh hiệu của ta. Nếu luôn chí thành thì việc chiêm sát sẽ được tốt lành, cầu gì được nấy, hiện đời lìa khỏi những sự suy buồn. Kinh chiêm sát thiện nghiệp báo thiện ác hết quyển thượng. Ha ha ha, 闻僧摩地娑哈。